Xin chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Và clip hôm nay thì em xin làm clip này để giới thiệu, phối ghép và test cái men thương hiệu của Nhật Bản, đó là hiệu APA và nó có model là 4322. Xin nhắc lại, men cục đẩy đến từ Nhật, hiệu APA model 4322. Đây là cái men nằm chính giữa màn hình chúng ta. Con này thì nó rất to và gấu anh em ha, rất to và gấu. Chiều cao tính luôn chân là 19cm, gần 2 tấc. Và chiều ngang thì đâu 48-49 gì đó. Con này rất lực, to gấu và đẹp luôn quý vị, nguyên zin luôn nha, đặc biệt nguyên zin luôn. Đem về hát luôn, mình cũng nghĩ là nó hát sọc sạc nhưng mà nó không sọc sạc gì hết, bởi vì đồ nó còn rất mới, hát rất tốt ha. Đó thì cái men này, cái power này mình cũng clip vừa rồi thì mình cũng đã làm clip chi tiết soi xung quanh cũng như là nội thất của nó cho anh em xem hết rồi. Hôm nay là chỉ việc là test để anh em nào mà có xem được clip này, có muốn sở hữu con men này thì anh em chúng ta xem và vào việc thôi. Đó thì cái lo để ghép với cái men này hôm nay thì mình sẽ xin ghép cái lo Infinity cấp 38.1i. Đây là lo đến từ Mỹ và cũng rất là gấu, rất là lớn, to lớn. Đấy, chiều cao lo này có khoảng 1m2 nữa ha. Đó thì cấu tạo lo này thì gồm 1m3 tấc nè, 1m16, 1 chép, 1m cao và 1 chép ha. Mỗi một thùng nó được 4 lo. Thùng thì nó đóng bằng gỗ thịt nha, gỗ sòi Mỹ. Đó, thùng gỗ xung quanh hết luôn. Lo thì được thiết kế rất là hoành tráng và tỉ mỉ ha. Ở ngoài sau lưng thì chạm đôi luôn ha, cầu đôi. Đó, tất cả đồ thì nguyên zin hết, viền nó còn zin luôn. Đấy, rồi thì bây giờ thì mình sẽ xin mở nhạc để mà anh em cùng nghe một tí ha. Và sau đó thì phần sau cùng mình sẽ báo giá để anh em có vừa túi tiền thì anh em ghi đồ về chơi ha. Đồ bên mình thì rất đẹp và giá rất là bình dân anh em nha. Đây, volume của cái này thì mình đang để ở chế độ khá cao. Trước khi mở thì mình sẽ giảm âm ly, giảm volume lại tí vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ phát nhạc nha. Còn nhạc phát thì từ trên kênh YouTube của anh em ta phát. Đấy, và qua cái đầu giải mã Sony. Và mình lấy cái Jaguar 202 đó mình làm cái bài rời. Tất cả các nút của cái con Jaguar thì mình đang để ở chế độ đa số là 50% hết, chỉ có hai cái chép là mình hơi tăng lên cho nó sáng tiếng tí. Rồi bây giờ mình mở nhạc anh em ha. Đó, giờ là cái TV nó tắt, mình tắt tiếng TV luôn, tiếng TV bằng không ha. Này mình lên volume hát thôi vậy. Hiện giờ không có tín hiệu, đàn này không cháy ha. Khi có tín hiệu thì đàn này sẽ cháy.
Rất là ok anh em ha, rất là ok, tiếng rất là phê luôn. Hát vàng này còn hơn là nguyên cái gặp hát về nhà nữa đó, quá đẹp luôn, quá ok luôn, đẹp gấu ok, sang trọng luôn đó. Thì về phần giao lưu, giá giao lưu của từng sản phẩm trên đây thì đã lo mình giao lưu đến anh em, giá cũng chỉ khoảng tầm lấy quay 20 triệu thôi anh em ha. Cặp Infinity cấp 8.1i nha, nhắc lại là lo là model là lo của hãng Infinity Mỹ, model là Kappa 8.1i, sắp trần thoáng khang giao lưu giá lay quay 20. Rồi còn comment này thì quá đẹp, quá tuyệt vời luôn, APA model 4322 đến từ Nhật Bản, thì comment này thì mình giao lưu đến với anh em, giá thì cũng bình dân thôi, 9 triệu, nếu vì các bạn nào chịu phải đủ em bao ship, còn vì các bạn chịu phải không đủ thì quý vị và các bạn sẽ nhận chuyển cọc và nhận hàng thì thanh toán vậy ha. Đấy, đầu của mình nói chung đó là đẹp đẹp không ạ, và là thường thường mình hát luôn, gì đẹp lắm. Đây giống như cái comment này, Flutman này cũng đẹp can sợ bạn này, mình chưa cắt bây luôn nè, mình mới khui thùng mình để đây luôn ha. Hẹn anh em là clip sau, là mấy clip sau là mình sẽ làm clip giới thiệu sản phẩm anh em ha. Và trên clip này thì mình cũng có đôi JBL, mấy về được đôi cũ gầy JBL đó nè Việt, JBL bát 4 tắc ha, từ Anico luôn Việt, từ Anico luôn, model là 22 20B 16 ohm luôn Việt, 22 20B 16 ohm luôn đó. Đôi lo này thì ngày mai sáng mai mình sẽ làm clip chi tiết để giới thiệu đến anh em nha, giá thì cũng bao nhiêu rẻ hơn thị trường đó Việt. Rồi đến đây thì em xin tạm dừng clip quý vị nhé. Nếu vì và các bạn nào có đi ngang qua xem được clip, vui lòng cho em xin một like trên clip quý vị nhé. Quý vị và các bạn nào nếu mà đang xem kênh Trần Thảo Ấn Khang hoặc là mới xem kênh Trần Thảo Ấn Khang của em lần đầu, quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị có thể cho em xin thêm một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần, cũng như là theo dõi và cập nhật thường xuyên những clip mà mình up lên mỗi ngày quý vị nhé. Em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.